Phần tiếp theo chương trình trong tiểu mục Cùng Nông Dân Làm Giàu hôm nay, biên tập viên Nguyễn Cảnh sẽ cùng bà con ghé thăm mô hình nuôi hàu của gia đình chị Ngô Thị Thu Huyền với giống hàu Thái Bình Dương. Thưa quý vị và bà con, chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao là những ưu điểm mà mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương đã đem lại cho các hộ nuôi trồng thủy sản tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Theo các nhà chuyên môn, đây là giải pháp mới cho người nuôi hàu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi mà hàu bản địa ngày càng khan hiếm như hiện nay. Và trong tiểu mục Cùng Ngư Dân Làm Giàu hôm nay, Nguyễn Cảnh sẽ là người đồng hành cùng bà con cùng ghé thăm mô hình nuôi hàu của gia đình chị Ngô Thị Thu Huyền, người đầu tiên mang con hàu Thái Bình Dương về nuôi trên sông Chà Và. Chị, cái chị đang bàn về cái quy trình nuôi hàu hay là nuôi hàu ạ? Thì với những cái hàu này thì mình nuôi được bao lâu rồi chị? Cái này là em thả trung tuần tháng 5, cho đến bây giờ nó rơi vào tầm độ khoảng 5-6 tuần, hơn 1 tháng, gần 2 tháng. Mình nuôi khoảng bao nhiêu lâu thì mình có thể thu hoạch được? Với những tốc độ phát triển như hiện nay của bên trên Bà Rịa Long Sơn này thì bọn em sẽ rơi nuôi vào tầm từ khoảng 5 tháng rưỡi cho đến 6 tháng rưỡi nó sẽ thu hoạch. Con hàu mà đạt cái kích cỡ đạt tiêu chuẩn thì nó khoảng cỡ như thế nào? Như hiện nay bọn em đang thu mua cho bà con hàu thương phẩm đầu ra thì nó sẽ rơi vào tầm từ 16 cho đến 22 con một ký là có thể là thu hoạch được rồi. Chị thấy cái hàu Thái Bình Dương này cái năng suất nó có cao hơn hàu tự nhiên của mình không ạ? Một miếng như thế này là khi mình thu hoạch mình sẽ tính trung bình, như một dây như này bé sẽ thu hoạch được 5 ký. Đó, mà giống đẹp đạt năng suất cao sẽ đạt được hơn. Con hàu này mình gọi là hàu sữa Thái Bình Dương nên là trọng lượng cơ thể của nó là gần như là 80% là cái lượng sữa, còn cái hàu bản địa kia thì là chủ yếu là cái trọng lượng thịt của nó, mà sữa nó không được nhiều như con hàu Thái Bình Dương này. Thời gian nuôi được con này nuôi nó chỉ bằng gần như là bằng một nửa thời gian nuôi của con hàu bản địa thôi. Thường thì tự nhiên thì khoảng bao nhiêu phải tháng? Từ 12 cho đến 14 tháng mới thu hoạch. Đó, một năm hơn. Con này bọn em chỉ có từ 5 tháng rưỡi 6 tháng. Coi như là một nứa thu hoạch của hàu tự nhiên kia thì bọn em sẽ thu được hai nứa hàu Thái Bình Dương này. Con hàu này thì mình chủ động được nguồn giống, còn đâu cái con hàu bản địa kia mình sẽ không chủ động được về nguồn giống. Đó, có những con nước nó sẽ có nhiều giống, nó bám được nhiều, nhưng có nước thì gần như là không có giống. Ở trên cái bè này nó chia ra rất là nhiều lồng bè và nhiều dây. Tại sao mình phải phương chia thành nhiều dây như thế này ạ? Thứ nhất là để cho những cái lực phi để nó gánh đỡ được cái trọng lượng con hàu sau này nó to. Nếu mình để mà mình không chia ô như vậy thì mình rất khó để mà cái mình đưa phi vào để gánh cái trọng lượng của con hàu này sau nó lớn. Cái thứ hai là bọn em sẽ nuôi theo hình thức cuốn chiếu, và mình sẽ thả ví dụ như là độ khoảng 3 ô, 4 ô gì đó, tức là đợt 1 mình thả xuống, sau đó là đến đợt 2 mình lại thả tiếp. Đến khi mình quay lại, tức là trong một thời gian bọn em vẫn có thể vừa thả giống xuống mà lại vừa có hàu thu hoạch. Mỗi cái lồng như vậy thì mình thả với mật độ bao nhiêu thì cho nó phù hợp và giúp cho con hàu phát triển tốt hơn ạ? Cái mật độ thả nó ảnh hưởng đến không những đến tốc độ lớn mà ảnh hưởng đến cả chất lượng sữa, chất lượng con hàu nữa. Đấy, nên là khi bọn em thả đây là bọn em sẽ khi mà mình đưa giống về là mình sẽ tách ra giống như cái dây này là 5 miếng một dây. Đó là gần như là 1 năm mắt trung bình, tùy theo từng, nói chung là về như bây giờ là đang phổ biến là 5 giá thể trên một dây như này. Mỗi một giá thể là sẽ cách nhau từ độ khoảng từ 10 cho đến 20 cm. Đó, và từ dây này sang dây kia như thế này bọn em sẽ cách độ khoảng 20 đến 30 cm. Đấy, và từ cây này sang cây này sẽ cách nhau 40 cm. Thức ăn chủ yếu của con hàu là thực vật và động và muốn bãi hữu cơ trong nước. Đấy, nên là khi nào mình nuôi dày quá thì cái lượng nước lưu thông của nó không có đảm bảo nên là không đủ lượng thức ăn cho con hàu. Khi mình nuôi những con hàu Thái Bình Dương này thì mình nó có thường xảy ra những cái bệnh gì không ạ? Khi đưa cái nguồn giống này ra ngoài tự nhiên ấy, thì mình không có can thiệp gì nó về nguồn thức ăn hay là thuốc men hay bất kể một cái gì hết ấy. Nên khi mình đưa cái nguồn giống ra là mình phải chăm sóc nó ngay từ đầu. Thứ hai là cái hiện tượng bây giờ là như cái bà con là gặp một cái hiện tượng là bên Long Sơn này hiện tượng là có con cá lóc. Nó ăn hàu luôn hả chị? Mình phải bảo quản nó, là tức là phải đưa nuôi trong lồng lưới. Đấy, một thời gian nhất định sau khi nó đủ cái điều kiện, đủ cái hàu nó to, để cá nó không có tấn công được nữa thì mình mới đưa ra ngoài. Hiện nay thì Nguyễn Cảnh thấy ở trên cái bè hàu này chị nuôi rất là nhiều,
Không biết thì mình nuôi nhiều như thế thì cái mình đầu ra mình tiêu thụ ở đâu ạ? Hiện nay thì cái thị trường đang con hàu này đang rất là phát triển. Về bản thân người dân cũng biết đến con hàu này rất là nhiều. Đấy, nên là cái giá thành của nó cũng vừa phải, nên là bây giờ cái đầu tiêu thụ của nó là đang rất là mạnh. Bây giờ hiện tại thời điểm bây giờ nó sẽ dao động từ 22 cho đến 25 ngàn. Đấy, một ký. Dạ. Vậy thì mình nuôi như vậy thì nó cũng ổn đúng không ạ? Có đầu ra ổn định và giá cả hợp lý thì cái nguồn thu nhập của mình cũng khá hơn đúng không ạ? Từ trước giờ vẫn là đang là thu mua và cung cấp giống cho bà con, nhưng mà đấy là mình chỉ trên phương diện là cá nhân. Thế sau này bây giờ bọn em đang có cái dự định là thành lập một cái công ty để thứ nhất là mình bao cho cái cho người dân từ đầu cung cấp con giống chất lượng tốt và để cho người dân nuôi, sau đó mình lại thu mua lại cái sản phẩm của người dân nuôi ra để mình phân bố trên thị trường. Có nguồn gốc từ Nhật Bản, hàu Thái Bình Dương có nhiều điểm vượt trội so với hàu tự nhiên như vỏ mỏng, ruột nhiều, kích thước và khối lượng cơ thể lớn, có giá trị kinh tế và xuất khẩu cao. Hàu Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Trong thời gian từ 5 đến 6 tháng nuôi, hàu có thể đạt kích cỡ 65 đến 75 mm một con, trọng lượng từ 70 đến 80 g một con và tỷ lệ sống đạt từ 54 đến 63%. Với kết quả bước đầu rất thuận lợi đó, hiện nay chị Huyền đang mở rộng diện tích nuôi, bao tiêu sản phẩm cho bà con, đồng thời sản xuất giống phục vụ cho việc nuôi thương phẩm và đáp ứng cho nhu cầu người nuôi trong vùng. Thưa bà con, cách thành phố Bà Rịa gần 10 km, xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu là một trong những địa phương có nguồn nước rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi hàu. Với khoảng từ 300 đến 400 hộ nuôi và tập trung nuôi ở khu vực sông Trà Và. Cũng giống như những nghề khác thì những người nuôi hàu ở đây cũng phải trải qua nhiều thăng trầm. Có những lúc những tưởng phải bỏ nghề, song nhờ có một sự thay đổi đến từ một ngư dân tâm huyết với nghề đã đem lại sức sống mới cho nghề nuôi hàu ở xã đảo Long Sơn. Chị Nga sẵn đây thì chị cho em hỏi là theo chị thì chị thấy cái tiềm năng phát triển của hàu Thái Bình Dương ở Long Sơn nói riêng và ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta nói chung như thế nào ạ? Trước đây bà con nuôi hàu ở dân ở Long Sơn phải tới 80% là nuôi hàu vì có cái nguồn giống tự nhiên ở ngoài môi trường đấy là hàu lá, hàu bản địa đấy ạ. Nhưng hiện nay người dân đang chuyển đổi dần sang cái đối tượng đấy là đối tượng mới này là nuôi hàu Thái Bình Dương. Vì thực ra đến nay thì trên địa bàn tỉnh mình đã chủ động được cái nguồn vốn. Thứ hai là cái thời gian nuôi của hàu Thái Bình Dương này nó chỉ khoảng từ 5 tháng rưỡi đến 6 tháng rưỡi, tốc độ sinh trưởng rất là lớn và cái chất lượng thịt đạt rất là tốt, thị trường tiêu thụ nó ổn định. Bà con mình mà nuôi ra thì sẽ có người thu mua tận bè luôn. Một cái nữa mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây á, chúng tôi đã đang đi tuyên truyền rất là nhiều, đấy là bà con mình nuôi hàu theo hình thức truyền thống trước đây, nó là hàu bản địa đó, thì hay sử dụng những cái loại giá thể là tôm fibrosimăng hoặc là bỏ xe cũ ấy. Đây là những cái giá thể mà được ủy ban tỉnh đang đề cập rất là nhiều, đấy là nó sẽ gây cái hiện tượng mà ô nhiễm môi trường vì rác thải từ hoạt động nuôi hàu rất là lớn. Vì vậy mà cái mô hình mà nuôi hàu và Thái Bình Dương mà sử dụng hoàn toàn giá thể bằng vỏ hàu cũ như thế này là một giá thể mà thân thiện với môi trường, và chúng tôi đang khuyến cáo muốn bà con mình phải làm sao phải nuôi hàu nhưng mà phải bền vững và bảo vệ môi trường nữa. Đó, cho nên là cái tiềm năng rất là lớn đấy ạ. Xin được cảm ơn chị Nga và chị Huyền rất nhiều ạ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đồng hành cùng ngư dân hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Hẹn gặp lại vào lúc 16 giờ 40 phút thứ ba tuần sau. Xin chào tạm biệt.